Tả tra khảo. Bây giờ hãy tiếp tục học bài 58 tương ứng với phần 5 bài 24 quyển 2 giáo trình Hán ngữ phiên bản mới. Đầu tiên là từ dễ chịu, thoải mái. Shu phủ. Shu. Shu. Phủ. Phủ. Shu phủ. Shu phủ. Âm Hán Việt là thư phục. Khó chịu, trong tiếng Trung thường nói là không thoải mái, không dễ chịu. Bù shu phủ. Bù shu phủ. Rất khó chịu, nguyên văn là rất không dễ chịu. Hẳn bù shu phủ. Hẳn bù shu phủ. Đây đều là những cách biểu đạt rất thường dùng trong tiếng Trung. Có chút không dễ chịu, có chút khó chịu. Yǒu diǎn bù shú fǔ. Yǒu diǎn bù shú fǔ. Cô ấy hôm nay hơi khó chịu, nguyên văn là cô ấy hôm nay có chút không dễ chịu. Tā jīn tiān yǒu diǎn bù shú fǔ. Tā jīn tiān yǒu diǎn bù shú fǔ. Hãy thử hỏi, Mary sao chưa đến? Má lì zěn mě měi lái? Mary nhờ em xin nghỉ cho bạn ấy cái. Má lì ràng wǒ gěi tā qǐng gě jiǎ. Má lì ràng wǒ gěi tā qǐng gě jiǎ. Bạn ấy hôm nay hơi khó chịu. Tā jīn tiān yǒu diǎn bù shú fǔ. Tā jīn tiān yǒu diǎn bù shú fǔ. Đau đầu nguyên văn là đầu đau. Thấu thấn. Thấu. Thấu. Thấn. Thấn. Thấu thấn. Thấu thấn. Đau đầu rất khó chịu. Nguyên văn là đầu đau rất không dễ chịu. Thấu thấn hẳn bù shú fǔ. Thấu thấn hẳn bù shú fǔ. Đầu rất đau. Thấu hẳn thấn. Thấu hẳn thấn. Đầu của tôi rất đau. 我的头很疼. 我的头很疼. Hãy nói lại, bạn ấy hôm nay hơi khó chịu. 他今天有点不舒服. 他今天有点不舒服. Đau đầu. 头疼. Thấu thấn. Bây giờ là từ sốt, nguyên văn là phát sốt. Pha sao. Pha. Pha. Sao. Sao. Pha sao. Pha sao. Không sốt. Mấy dầu pha sao. Mấy dầu pha sao. May mà không sốt, nguyên văn là còn tốt không có sốt. Khái khẩu mấy dầu pha sao. Khái khẩu mấy dầu pha sao. Sốt rồi à? Pha sao là mà. Pha sao là mà.
Hãy nhắc lại, bạn ấy hôm nay hơi khó chịu. 他今天有点不舒服. 他今天有点不舒服. Đau đầu. 头疼. 头疼. Sốt. 发烧. 发烧. Bây giờ là từ ho. 咳嗽. 咳. 咳. Sâu. Sâu. 咳嗽. 咳嗽. Đau đầu, sốt, ho. 头疼, 发烧, 咳嗽. 头疼, 发烧, 咳嗽. Có ho hay không? Nguyên văn là có hay không có ho. 有没有咳嗽? 有没有咳嗽? Sao ho vậy? Nguyên văn là sao ho rồi? 怎么咳嗽了? 怎么咳嗽了? Không hay ho, không thường ho. 不常咳嗽. 不常咳嗽. Hãy nhắc lại, bạn ấy hôm nay hơi khó chịu. 他今天有点不舒服. 他今天有点不舒服. Đau đầu, sốt, ho. 头疼, 发烧, 咳嗽. 头疼, 发烧, 咳嗽. Bây giờ là từ có khả năng, có lẽ. 可能. 可. 可. Nấng. Nấng. Khờ nấng. Khờ nấng. Có khả năng không phải cậu ấy. Khờ nấng bú sử tha. Khờ nấng bú sử tha. Có khả năng là sốt rồi. Khờ nấng phá sao lợ. Khả năng phát sao lợ. Có khả năng lạc đường rồi. Khả năng mí lù lợ. Khả năng mí lù lợ. Bây giờ là từ cảm. Cảm mạo. Cảm. Cảm. Mạo. Mạo. Cảm mạo. Cảm mạo. Khấn sáo cảm mạo. Khấn sáo cảm mạo. Khấn sáo cảm mạo. Thường hay bị cảm. Trang trắng cảm mạo. Trang trắng cảm mạo. Rất dễ cảm. Khẩn rúng ý cán mạo. Khẩn rúng ý cán mạo. Bị cảm rồi. Cán mạo lợ. Cán mạo lợ. Có khả năng bị cảm rồi. Khả năng cán mạo lợ. Khả năng cảm mạo lợ.
Hãy nhắc lại, bạn ấy hôm nay hơi khó chịu. 他今天有点不舒服. 他今天有点不舒服. Đau đầu, sốt, ho. 头疼, 发烧, 咳嗽. 头疼, 发烧, 咳嗽. Có khả năng bị cảm rồi. 可能感冒了. 可能感冒了. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhân viên giao dịch. Ý dễ yến. Di động của thư ký Lâm. Lín mì su đờ sầu chi. Đen, đỏ, xanh lam. Khây, khúng, lán. Gần đây vừa. Dưới chỉnh căng. Gần đây vừa khai giảng. Dưới chỉnh căng khai xuế. Cửa hàng. Sang tiền. Luôn ở ký túc xá. Tổng giải sụ sở. Công viên. Cung yến. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Chỉ cần một cái thẻ điện thoại. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Một cơ ngoại mạo đoàn đi Thượng Hải tham quan. Chiếc áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Chiếc áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Chiếc áo phao này vừa tốt vừa rẻ. Béo, gầy, hay, rộng, chật. Phấy, sầu. Năm sau nữa. Minh niên. Hậu niên. Vừa hay là sinh nhật. Trần hào sư sinh nhật. Nhất định đi, chắc chắn đi. Ý định chỉ. Sau bữa cơm trưa. Ủ phản ý hậu. Leo núi. Phá san. Mời cả nhà bàn luận một chút sở thích của bản thân. Chính đại gia thán thán tự chỉ thức ai hào. Thời gian rảnh. Dễ ý sử gian. Vẽ tranh. Hoa hoa. Một cái sân bóng đá. Ý cửa chú chiếu trắng. Làm phiền, mình hỏi thăm một chút. Láo giả, ủa đã thi ý xả. Ở giữa công viên Hòa Bình và quảng trường Nhân dân. Tại Hòa Bình Công viên và Nhân dân Quảng trường trung gian. Có thể bảo cho tôi được không? Nâng cao sủ của mà? Không cần tiền. Bú yào chén. Cổng trường. Xuế xào mấn khẩu.
nhưng mà chỉ biết nói. 可是只会说. Thứ hai tuần sau. 下星期一. Thứ hai thứ sáu. 周一三五. Không hiểu là ý gì. 不懂是什么意思. Mỗi lần một tiếng đồng hồ. 每次一个小时. Sao chưa đến? 怎么没来? Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái. 让我给他请个假. Khó chịu nguyên văn là không dễ chịu. 不舒服. Có khả năng cảm rồi. 可能感冒了. Đau đầu, sốt, ho. 头疼, phát烧, khó thở.